quý vị, sáng 3 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Nam, 39 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, để điều tra về hành vi giết người. Trần Văn Nam được xác định là nghi phạm phóng hỏa, đốt nhà, làm hai mẹ con tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 2 tháng 11, người dân phát hiện nhà số 103 đường Nguyễn Đình Chiểu tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc bốc cháy nên điện báo công an. Lúc này trong nhà có ông Lâm Tuyền Dân, 64 tuổi, sống cùng người cháu gái 38 tuổi và con ruột của người cháu gái này mới 7 tuổi. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Châu Đốc phối hợp đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Châu Đốc điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy. Sau gần 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt, không cháy lan sang các nhà kế bên. Lực lượng chữa cháy đã phá cửa, kịp thời cứu được ông Dân, còn hai mẹ con người cháu gái ông Dân tử vong. Nghi vấn đây là vụ án giết người, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Châu Đốc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Lực lượng công an xác định Trần Văn Nam là nghi can nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Trần Văn Nam khai nhận, từ đầu năm 2022, Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với cháu gái của ông Dân. Một thời gian sau, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên nạn nhân không chung sống với Nam nữa. Ngày 2 tháng 11, sau khi uống hết 1,5 lít rượu, trên đường về nhà, Trần Văn Nam nhớ lại việc gần đây cô gái có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định rồi phóng hỏa giết chết hai mẹ con. Hiện nay, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, định giá tài sản để xử lý vụ việc. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.